山间无花的白雪，大风刮过的草原，飞蛾入眠的翩翩，是与你有关的梦魇。无尽无边的深渊，渐渐浮现你容颜，不知所起的情缘，不经意见面言不绝。是谁一身修仙，换我一世周全，明明生死都看淡，却为你心慌意乱。Tinh Hà Trường Minh, tập 24. Công tử, ngày mai Phạn Gia sẽ cúng bái tổ tiên. Úc Tư Minh sẽ đích thân đến đó tham gia lễ cúng bái. Tốt lắm, sắp xếp người của chúng ta tới đâu rồi? Chú thuộc hạ đã gài người vào phàng phủ. Đến lúc đó ta và Thiên Anh sẽ tiếp ứng ở quanh đó. Hãy nhớ lần này chỉ để thăm dò thôi. Một khi phát hiện ra vấn đề lập tức rút lui. Thuộc hạ đã hiểu. Nhưng nếu Tu Minh thực sự đã mất đi thần lực, như Phạn Như Hối nói, chúng ta có thể giết hắn luôn. Công tử, chuẩn bị tới đâu rồi? Xin nhị công tử yên tâm, ta đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Bên tông đường toàn là tạp dịch mà công tử gọi đến để giúp đỡ cho lễ cúng bái. Công tử, đừng trách ta nhiều lời. Hành động ngay trong tông đường của chúng ta, liệu có bị giả lây không? Phải hành động ở ngay trong tông đường của nhà ta. Người ta mới không nghĩ là chúng ta làm. Đúng đúng, làm cho cẩn thận. Chuyện này mà thành công, công tử sẽ thưởng cho ngươi hậu hĩnh. Tuân lệnh. Vất vả cho giám chính đại nhân quá. Chúc mừng tể tướng có được cháu trai. Sao không thấy mẹ của đứa bé đâu? Cái này cô không hiểu rồi. Cúng bái tổ tiên sao có thể để nữ nhân làm? Ngài nói vậy là có ý gì? Không có mẹ lấy đâu ra đứa bé. Hơn nữa ngài nói như vậy, như thể là ta làm quan tổ chức nghi lễ cho các ngài là thiệt thòi cho nhà ngài lắm đó. Ừ, gì mà ừ. Khâm Thiên Giám đại diện cho bệ hạ, đại diện cho ý trời, nam chứ nữ cái gì? Ta cũng muốn đưa nàng ấy đến. Chỉ có điều nàng ấy vừa sinh con, cơ thể chưa hồi phục. Nàng ấy không muốn đến, cứ để nàng ấy trong phòng nghỉ ngơi. Cũng phải, xin chúc mừng Phàn đại công tử trước. Thi phi nương nương giá đáo. Thi phi nương nương, không ngờ lại kinh động đến đại giá thi phi nương nương. Lão thần vô cùng hoảng sợ. Phàn thế tướng là người có công lớn, lần này khanh có cháu trai, bệ hạ đặc biệt phái ta đến chúc mừng. Lão thần không dám mời thi phi nương nương. Sao lại Thiên Hy lại đến? Triều Hoàng đâu? Giờ lành đã tới. Dậy nước cầu phúc. Bệ hạ giá đáo.
Tham kiến bệ hạ. Trừ hoàng đến rồi. Miễn lễ. Tạ ơn bệ hạ. Bệ hạ đích thân đến đây, lão thần cảm kích vô cùng. Đều là người một nhà, trẫm đến gấp vui thôi. Được rồi, đừng làm lễ việc, mà đứng lên đi. Có thích khách.